Trước giờ chúng ta được truyền thông rất là nhiều về cái việc mà ăn mặn thì nó sẽ làm tăng huyết áp đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì có một cái điều mà rất là ít người biết đến, đó là gì? Đó là khi mà chúng ta ăn nhiều những cái thực phẩm mà có chứa cái kali cao ấy thì nó có thể giúp hạ huyết áp của chúng ta. Bởi vì bản chất khi mà chúng ta bổ sung cái kali vào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ làm tăng cái đào thải cái natri ra bên ngoài thông qua cái việc mà chúng ta thận nó sẽ đào thải, và chính cái việc đấy nó làm cho chúng ta được hạ huyết áp. Bởi vì thế mà cái việc mà bổ sung những thực phẩm mà giàu kali nó là một trong những cái cách để giúp cho chúng ta có thể chúng ta hạ được huyết áp. Và trong cái nội dung video này thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho mọi người 8 cái nhóm thực phẩm mà chứa nhiều cái kali có thể là giúp cho chúng ta hạ được huyết áp của mình. Cái đầu tiên đó là quả bơ. Người ta tính là mỗi một nửa quả bơ thì nó chứa tầm khoảng 345 mg của cái kali. Nhưng mà có một cái điều rất là hay nữa nhỉ, nửa quả bơ đấy thì nó lại chứa cái hàm lượng natri cực kỳ thấp. Tức là cái kali nó rất là cao nhưng mà natri cực kỳ thấp. Bởi vì thế mà khi mà chúng ta bổ sung quả bơ ấy, chỉ cần nửa quả bơ mỗi ngày thôi là nó đã giúp cho chúng ta có thể là kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta nó rồi. Ngoài cái việc mà cái kali ấy, thì trong cái quả bơ nó còn chứa rất là nhiều vitamin C hay là canxi ở trong đấy nữa. Và đấy chính là những cái chất chống oxy hóa rất là tốt cho cơ thể của chúng ta cũng như là hệ thống tim mạch. Cái loại thứ hai của chúng ta đó là gì? Đó chính là khoai tây. Để mà so sánh giữa cái hàm lượng kali trong cái bơ và khoai tây ấy, thì khoai tây nó còn cao hơn so với cả quả bơ của chúng ta. Tuy nhiên thì đối với khoai tây thì nó sẽ có cái nhược điểm là nó chứa cái hàm lượng carbon hydrate nó khá là cao, nên là nếu như mà chúng ta mà có bị tiểu đường ấy, chúng ta ăn cái khoai tây thì chúng ta sẽ chúng ta ăn cái ít thôi, ví dụ như tầm 1 đến một củ là ok rồi. Cái nữa là gì, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái khoai tây ấy, thì mọi người chỉ ăn cái dạng là khoai tây luộc thôi thì là ok. Một món rất là ngon, bác sĩ Ngọc cũng rất là thích ăn cái món khoai tây luộc. Sau đó chúng ta có thể luộc rồi chúng ta nghiền ra thì đấy là cái món mà rất là khoái khẩu. Hạn chế cái việc mà chúng ta ăn khoai tây chiên nha, bởi vì nó chứa cái hàm lượng dầu mỡ ở trong đấy, nó lại ảnh hưởng đến huyết áp của chúng ta. Thì đấy là cái loại thứ hai mà chúng ta có thể chúng ta bổ sung, đó chính là khoai tây. Cái thứ ba mà mọi người có thể là chúng ta sẽ là bổ sung ở đây là gì, đó là những cái loại hoa quả mà chứa nhiều cái kali. Cái quả mà chứa một số những loại hoa quả chứa nhiều kali đó chính là chuối. Nếu như mà mọi người mà đang bị cao huyết áp ấy, thì chúng ta cũng có thể là bổ sung 2 quả chuối mỗi ngày thì nó có thể giúp cho chúng ta kiểm soát được cái huyết áp của mình. Ngoài chuối ra thì mọi người cũng có thể là chúng ta ăn một số những cái loại hoa quả mà có chứa nhiều cái kali khác như là kiwi này, trái cây mà có màu sắc như là ớt chuông hay là những cái quả mà có đầy đủ màu sắc, hạn chế quả ngọt là ok. Thì chúng ta có thể là chúng ta bổ sung vào chuối thì cũng không nên ăn cái loại mà chuối chín quá, bởi vì khi mà chuối mà nó chín quá ấy, thì nó làm cho cái chỉ số đường huyết nó sẽ là tăng cao lên. Chín vừa thì là ok, nó sẽ là ổn tốt cho cái việc mà cái bệnh lý cái huyết áp của chúng ta. Đấy là cái loại thực phẩm thứ ba. Cái loại thực phẩm thứ tư mà bác sĩ Ngọc muốn chia sẻ với mọi người ở đây đó chính là cá, đặc biệt là đối với cái nhóm cá biển. Thế thì trong cái cá thì ngoài cái việc mà kali ấy, thì nó còn chứa cái hàm lượng omega 3 rất là cao nữa, và omega 3 nó sẽ giúp cho chúng ta hạ được cái chỉ số mỡ máu của chúng ta. Việc mà nó hạ cái mỡ máu thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà giảm được cái huyết áp của chúng ta luôn, bởi vì khi mà cái mỡ máu nó làm cho lắng đọng ở trong cái thành mạch và nó làm cho thành mạch nó bị hẹp lên, và chính cái việc đấy nó làm cho chúng ta bị tăng huyết áp. Thì khi mà chúng ta hạ được cái mỡ máu thì nó sẽ giải quyết được cùng một lúc cả hai. Có một cái lưu ý là khi mà chúng ta ăn cá thì chúng ta nên tránh những cái cá mà đã ướp muối trước đấy, bởi vì khi mà chúng ta ăn cá mà có ướp muối ấy, thì nó lại làm cho hàm lượng natri nó sẽ tăng cao lên và làm cho chúng ta dễ bị tăng huyết áp hơn. Cái thực phẩm thứ năm mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ bổ sung ở đây đó chính là sữa, đặc biệt là sữa chua. Thì cái trong cái sữa chua nó cũng chứa hàm lượng kali rất là cao, ngoài kali nó còn có cả canxi, vitamin D ở trong đấy, nó cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mọi người nên lựa chọn cái loại mà sữa chua không đường ấy. Nếu như mà mỗi ngày chúng ta bổ sung tầm khoảng cỡ một hộp cái sữa chua ấy thì gần như là cái lượng canxi nó đã đủ cho chúng ta rồi. Ngoài cái canxi thì cái kali nó cũng sẽ là giúp cho chúng ta kiểm soát được cái huyết áp của mình nữa. Thứ sáu của chúng ta là gì, đó là nhóm rau xanh. Đây là cái mà chúng ta cần phải bổ sung, nó không phải mỗi huyết áp đâu, tất cả những cái rau xanh, trong đó thì đặc biệt là cái nhóm rau cải, cải xanh, bắp cải, súp lơ, su hào, tất cả những cái đấy đều là những cái thực phẩm nó rất là tốt, chứa kali, canxi, vitamin D, rất là nhiều cái vitamin ở trong cái rau xanh mà nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Cố gắng là hàng ngày trong những cái bữa ăn của chúng ta nên có rau xanh ở trong cái bữa ăn. Salad tốt nhất là chúng ta nên ăn cái rau sống ấy. Salad thì là tốt hơn, bởi vì khi mà chúng ta chế biến ở nhiệt độ cao ấy, thì thường là một số những vitamin nó sẽ bay đi mất.
nó sẽ làm bị mất cái tác dụng của cái vitamin ở trong cái rau xanh của chúng ta, nên ăn rau sống hay là salad thì nó sẽ là tốt hơn, rửa kỹ là được. Cái thứ bảy của chúng ta đó là gì? Đó là những cái hạt. Gần như các loại hạt nó đều có cái hàm lượng kali ở trong đấy. Một số những hạt kali mà nó có thể giúp, ngoài kali nó sẽ có cả omega nữa chúng ta, như là hạt chia này, hạt rẻ cười này, rồi hạt điều này. Đấy là những cái hạt mà rất là tốt đối với cái bệnh lý về cái huyết áp của chúng ta, đặc biệt cái hạt rẻ cười. Mọi người có thể là chúng ta bổ sung tầm khoảng cỡ 12 cho đến 15 hạt rẻ cười mỗi ngày, thì nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được huyết áp tầm khoảng cỡ 4 cho đến 5 mm thủy ngân. Rồi mọi người sẽ tăng sử dụng những hạt, nhớ là không dùng những cái hạt mà rang cùng với muối, bởi vì khi mà chúng ta cho muối vào thì nó lại là phản tác dụng của chúng ta, lại tăng cái lượng natri của chúng ta. Và cái thực phẩm cuối cùng trong cái nhóm và những thực phẩm ở đây bác sĩ Ngọc muốn chia sẻ với mọi người đó là đậu. Gần như tất cả các loại đậu nó đều có chứa cái hàm lượng kali ở trong đấy, nó khá là cao. Đậu lăng hay đậu cô ve, các loại đậu của chúng ta, đậu nành, đậu nào cũng được, miễn là chúng ta bổ sung cái đậu vào trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta thì nó cũng sẽ là giúp kiểm soát cái huyết áp của chúng ta. Thế thì đấy là một số những cái mà thực phẩm mà chúng ta nên đưa nó vào hàng ngày. Có thể là không phải là ngày nào chúng ta cũng ăn 8 cái loại như này, và chúng ta có thể là chúng ta sẽ thay thế nhau, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta có thể là chúng ta kiểm soát được một cái huyết áp nó rất là tốt. Bác sĩ Ngọc sẽ nhắc lại một số những cái, ví dụ như là chúng ta bơ thì chúng ta ăn tầm nửa quả bơ mỗi ngày, chuối thì có thể là chúng ta ăn tầm khoảng 2 quả chuối mỗi ngày. Các loại hạt chúng ta có thể là chúng ta ăn ví dụ như hạt rẻ tầm khoảng cỡ 15 hạt mỗi ngày, hoặc là một số những cái hạt khác, hạt chia hay là hạt óc chó, rồi hạt điều. Đấy là những cái mà chúng ta có thể chúng ta bổ sung, nhớ là không cho muối vào. Rau xanh, sữa chua mỗi ngày chúng ta có thể chúng ta ăn một hộp. Rau xanh thì đưa vào đầy đủ trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Đậu nữa thì đấy là những cá, thì có thể là một tuần chúng ta ăn tầm một cái 3 bữa. Thì đấy là một số những cái mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ là lựa chọn trong cái việc mà bữa ăn hàng ngày chúng ta, giúp cho chúng ta kiểm soát cái huyết áp nó rất là tốt. Nếu như mà mọi người thấy cái video này nó hay, nó giá trị, thì giúp cho bác sĩ Ngọc một cái lượt chia sẻ để nhiều người chúng ta tiếp cận được cái nội dung này hơn. Bác sĩ Ngọc thực sự đang có một cái mong muốn, đó là làm một cái chương trình kiểm soát cái huyết áp dành cho mọi người. Tức là sẽ chia sẻ cái kiến thức cũng như là tạo ra cho mọi người một cái thói quen để giúp cho mọi người có thể là kiểm soát được cái huyết áp của mình thông qua cái việc mà chế độ ăn cũng như là luyện tập hàng ngày của chúng ta. Bác sĩ Ngọc có một lời nhờ với mọi người, đó là chúng ta sẽ chúng ta đăng ký cái kênh YouTube của bác sĩ Ngọc ở cái đường link ở bên dưới này. Mọi người sẽ nhìn thấy cái mũi tên nó đang còn chỉ xuống ở cái chỗ đăng ký đấy. Hy vọng là sẽ sớm đạt được cái nút vàng, tức là 1 triệu người follow. Hiện tại là 700.000, hơn 700.000 người follow rồi. Và mọi người đừng quên bấm vào cái nút chuông, bởi vì khi mà chúng ta bấm vào nút chuông ấy, thì lần sau bác sĩ Ngọc có những cái buổi live stream hỏi đáp hay là chia sẻ trực tiếp ấy, thì nó sẽ thông báo đến cho mọi người, thì mọi người có thể là chúng ta sẽ nhận được cái nội dung của cái video này hơn. Và có thể mọi người có thể là xem thêm những cái video khác về huyết áp ở những cái đường link ở bên dưới, hoặc là những video phía bên cạnh này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái kiến thức tổng thể về cái bệnh lý huyết áp của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.